Xin chào các em, chúng ta cùng tiếp tục đến với phần viết. Nội dung bài viết là viết bài văn biểu cảm về con người hoặc sự việc, trang số 98. Bây giờ xin mời các em cùng đến với nội dung chi tiết ạ. Chúng ta thấy rằng là có rất nhiều con người, sự việc xung quanh để lại cho ta những tình cảm ấn tượng sâu sắc. Tình cảm đó cứ lớn dần trong ta, làm cho ta sống sâu sắc hơn. Trong bài học này thì em sẽ được luyện tập phát triển kỹ năng viết bài văn biểu cảm, bày tỏ tình cảm, suy nghĩ của mình về những con người hoặc sự việc như vậy. Vậy thì chúng ta thấy yêu cầu đối với bài văn biểu cảm về con người hoặc sự việc như sau ạ. Thứ nhất là chúng ta cần giới thiệu được đối tượng biểu cảm, con người hoặc sự việc và nêu được ấn tượng ban đầu về đối tượng đó. Nêu được những đặc điểm nổi bật khiến người, sự việc đó để lại tình cảm, ấn tượng sâu đậm trong em. Thể hiện được tình cảm, suy nghĩ đối với người hoặc sự việc được nói đến. Và bạn cần phải sử dụng ngôn ngữ sinh động, giàu cảm xúc. Phân tích bài viết tham khảo, chúng ta thấy rằng có một văn bản, đó là văn bản người phụ nữ hết lòng làm thiện nguyện. Văn bản như sau ạ. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam từ xưa đến nay. Em đã được biết nhiều tấm gương có tấm lòng nhân hậu với lối sống nghĩa tình, mà một trong số đó là bà Nguyễn Thị Nhung ở quận Đống Đa, Hà Nội. Người phụ nữ hết lòng làm thiện nguyện, lần đầu tiên được đọc bài viết về bà in trên mục Người Việt tử tế của báo Lao động. Em đã thực sự xúc động trước nhân cách cao đẹp ấy. Bà Nhung hiện đang sống tại một căn nhà nhỏ trên phố Văn Miếu và hàng ngày người phụ nữ 57 tuổi ấy vẫn tần tảo với việc bán hàng ở chợ. Mặc dù điều kiện sống cũng không dư dả gì nhưng bà vẫn luôn cố gắng hết sức mình để chia sẻ, đem lại niềm vui cho những mảnh đời cơ cực, bởi bà luôn luôn tâm niệm: với tôi, cuộc sống phải biết sẻ chia, cho đi thì mới thật sự ý nghĩa và đáng để sống. Suốt 30 năm qua, bà Nhung đã mở rộng vòng tay cưu mang nuôi dưỡng và dạy dỗ những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Trong số 13 người con được bà nhận nuôi, có hai người bị tự kỷ. Thế nhưng bằng tấm lòng yêu thương, sự quan tâm chăm sóc hết mực của mình, bà đã dần dần giúp cả hai đứa con có một cuộc sống như bao người bình thường khác. Họ vẫn ngày ngày theo bà, buôn bán làm ăn với những người con đó. Bà là một người mẹ tuyệt vời. Người mẹ không có công sinh nhưng có công dưỡng, người đã mang lại hạnh phúc, niềm vui cho cuộc đời họ. Ngoài việc nhận nuôi những đứa trẻ bất hạnh, bà Nhung còn nhiệt tình tham gia các hoạt động thiện nguyện khác để giúp ích cho đời. Tuy đã có tuổi nhưng bà không quản ngại khó khăn, lặn lội đến những vùng sâu vùng xa, trao quà cho người dân miền núi. Bà đã tham gia vào nhóm thiện nguyện mùa thu và những người bạn để giúp đỡ những bệnh nhân nghèo bất hạnh ở các bệnh viện Hà Nội. Hàng tháng bà quyên góp gạo để góp nấu cháo phát cho bệnh nhân. Vào mỗi dịp cuối tuần, bà thường dậy từ 3 giờ sáng để chuẩn bị những suất cháo đem tới bệnh viện. Nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt phúc hậu của bà khi tận tay trao những suất cháo cho bệnh nhân, có lẽ không ai không cảm thấy ấm áp và xúc động. Em rất cảm phục và kính trọng bà. Người phụ nữ tuy không quen với những em nhưng lại rất đỗi gần gũi, ấm áp với những việc làm ý nghĩa của mình cho cộng đồng. Bà Nguyễn Thị Nhung đã góp phần làm cho xã hội ngày càng trở nên tốt đẹp, nhân văn hơn, và bà đã vinh dự được nhận danh hiệu người tốt việc tốt do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trao tặng. Nhưng có lẽ phần thưởng lớn nhất đối với bà chính là tình cảm yêu mến, quý trọng của mọi người. Nhiều người gọi bà là bà tiên giữa đời thường. Đây là bài làm học sinh ạ. Vậy thì sau khi đọc bài đó thì chúng ta thấy rằng bài văn được kể bằng lời của người kể chuyện xưng tôi ngôi thứ nhất. Nội dung kể về một người phụ nữ hết lòng làm thiện nguyện, bà Nhung. Giới thiệu câu chuyện, bạn Đấu đã giới thiệu tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách là một truyền thống tốt đẹp. Đối tượng biểu cảm là bà Nhung và đặc điểm của đối tượng. Bà Nhung 57 tuổi, hiện đang sống tại một căn nhà nhỏ trên phố Văn Miếu làm bán hàng. Dù điều kiện sống không dư dả nhưng bà luôn chia sẻ với những mảnh đời khó khăn suốt 30 năm. Bà tham gia thiện nguyện trao quà cho người dân miền núi. Cảm xúc ở đây là cảm xúc vô cùng là trân trọng, cảm phục. Thực hành viết theo các bước. Trước khi viết thì mình cần lựa chọn đề tài. Có thể tham khảo một vài ý tưởng sau: cảm nghĩ về người thân, cảm nghĩ về một sự việc khiến em cảm động hoặc là ấn tượng. Ví dụ nếu mà chúng ta viết cảm nghĩ về người cha thân yêu của mình thì chúng ta sẽ trả lời các ý như sau: cha làm nghề gì, ngoại hình cha như thế nào, cha bao nhiêu tuổi, cha của em là người như thế nào, vai trò của cha trong gia đình và tình cảm của em dành cho cha. Thế đây chúng ta có thể tham khảo cái dạng ý nhé. Một là mở bài giới thiệu về người cha.
cũng như tình cảm người cha dành cho mình. Câu 2 thân bài, vai trò của người cha. Người cha đóng vai trò trụ cột, thứ quyết định những việc quan trọng trong gia đình, là chỗ dựa về vật chất và tinh thần của gia đình. Cha kèm cặp dạy dỗ, truyền kinh nghiệm sống và nâng đỡ các con trên bước đường tạo dựng sự nghiệp. Cảm nghĩ của em là người cha thân yêu. Cha em chỉ là một người thợ bình thường, quanh năm vất vả với công việc. Đức tính nổi bật của cha là cần cù, chịu khó, hết lòng vì gia đình. Cách dạy con của cha rất giản dị, nói ít làm nhiều, lấy lời nói hành động của mình làm gương cho các con. Thái độ của cha cởi mở, dễ gần, bao dung nhưng cũng rất nghiêm khắc. Các con kính yêu, quý mến và tin tưởng ở cha, cố gắng chăm ngoan học giỏi, cha vui lòng. Kết bài, khẳng định lại tình cảm dành cho người cha, cũng như mong muốn của bản thân. Bài văn mẫu tham khảo, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, bên cạnh tình mẫu tử thiêng liêng, còn có tình phụ tử sâu nặng. Công cha không kém phần so với nghĩa mẹ, người cha giống như một điểm tựa vững chắc của mỗi đứa con, người em cũng vậy. Cha của em là một người cha tuyệt vời, làn da của cha rám nắng bởi hàng ngày phải làm việc nhiều dưới ánh nắng mặt trời. Mọi người thường nói em rất giống cha ở khuôn mặt nhỏ nhắn, vầng trán cao, đôi mắt đen láy và hiền từ. Giọng nói của cha trầm ấm và nụ cười luôn em khiến em cảm thấy hạnh phúc khi được gần cha. Đôi bàn tay của cha thô ráp, em biết đó là những dấu vết của thời gian, của bao vất vả cha đã hy sinh để lo lắng cho chúng em một cuộc sống đầy đủ hơn. Công việc của cha là một lái xe chở hàng, đó là một công việc vất vả hay phải đi xa nhà. Bởi vậy mà khi có ngày nghỉ, cha lại dành thời gian ở bên gia đình. Cha luôn lo lắng và thương hai mẹ con em. Cha luôn dặn em phải chăm chỉ học hành, không được làm mẹ buồn và lo lắng. Mỗi lần đi xa về, cha đều tặng em những món quà nhỏ từ những miền đất nơi cha đã từng đi qua. Em rất thích thú khi được nghe cha kể về quê hương đất nước Việt Nam vô cùng tươi đẹp và rộng lớn. Câu chuyện mà cha kể giúp em có động lực để cố gắng hơn trong cuộc sống. Thỉnh thoảng cha được nghỉ phép dài ngày, lúc đó cha sẽ đưa cả gia đình đi chơi. Em cảm thấy rất hạnh phúc khi được ở bên cạnh cha mẹ. Không chỉ vậy, cha cũng dạy em rất nhiều điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Cha của em giống như người thầy với những lời khuyên bổ ích, người cho em động lực và niềm tin để vượt qua mọi giây phút buồn vui. Đối với em, cha không chỉ là một người cha mà còn là một người thầy. Em luôn dành cho cha sự kính trọng yêu mến. Cha mãi là điểm tựa của hai mẹ con em. Và tiếp theo là chúng ta sẽ lưu ý đến phần viết bài, chú ý bám sát dàn ý và chỉnh sửa bài viết ạ. Phải đảm bảo các yêu cầu vì chính tả diễn đạt. Và hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo.